Vào rạng sáng nay, một vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại ngõ 119 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, làm 14 người chết và 6 người bị thương. Trong sáng nay, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Bộ Công an và thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, thị sát và kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả cũng như làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Thưa quý vị, nơi tôi đang đứng tại đây là hiện trường xảy ra vụ cháy tại ngõ 119 Trung Kính. Vị trí ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, rộng chưa đến 2m, cách mặt đường hơn 200m, nên khi vụ cháy xảy ra vào đêm qua, xe cứu hỏa không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy. Theo người dân chứng kiến vụ việc, ngọn lửa bùng lên dữ dội lúc 0 giờ 30 phút rồi nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao tại ngôi nhà 5 tầng. Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng cảnh sát 113, Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường chữa cháy. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 14 người tử vong, 6 người bị thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Sáng nay, sau khi thị sát kiểm tra tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu thành phố Hà Nội tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời tốt nhất cho các hộ dân bị ảnh hưởng, cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân. Lâu dài thì anh em tôi Long giờ đang xem xét cái luật phòng cháy chữa cháy sẽ phải bổ sung thêm, nhưng mà riêng cái vấn đề mà quản lý rồi là giám sát rồi nhận thức thì cái này là vấn đề, đúng không? Tức là ta tháng 9 ta đã có một cái công điện và làm quyết liệt Thủ tướng Chính phủ, đúng không? Các bộ ngành rồi làm một cái đợt để kiểm tra rồi. Thế bây giờ nó xảy ra này, đấy là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Sau vụ việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy với mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương. Việc hỗ trợ được thực hiện ngay trong sáng nay. Sau khi vụ cháy xảy ra, những người bị thương đã nhanh chóng được đưa ra khỏi đám cháy và đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để cứu chữa. Tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, đến 8 giờ sáng nay đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 6 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhân 84 tuổi, tình trạng khá nặng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, cả 6 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Là một trong những người sống sót sau vụ hỏa hoạn, anh Lê Văn Khang vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Tất nhiên là may mắn, thế nhưng anh cho rằng nếu không có kinh nghiệm và kỹ năng thì rất khó để vợ chồng anh có thể thoát nạn. Khoảng 1 giờ đêm, cũng lửa nó bùng rất là nhanh, trong khoảng 1-2 phút là nó bùng. Không có thời gian để chạy hành lang, lửa mới khói độc rất là nhiều. Em phải chui vào trong nhà tắm, tìm cách sinh tồn. Thế là em học được cái trình tổ trên mạng hay là qua cái rút kinh nghiệm từ các vụ cháy hay thế? Tức là mỗi nơi mình có chút độc tí, nhưng mà lúc hoảng loạn thì phải bảo mọi người phải bình tĩnh. Lãnh đạo Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết 3 người được đưa vào viện sớm nhất gồm 2 phụ nữ 30 tuổi và 84 tuổi và 1 nam bệnh nhân 35 tuổi. Các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng người bám đầy tro bụi, khó thở, có bệnh nhân hoảng loạn. Trong sáng nay, bệnh viện tiếp nhận thêm 3 nạn nhân khác, trong đó nhỏ nhất là cháu bé 11 tuổi. Hiện các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nữ bệnh nhân 84 tuổi đang được điều trị hồi sức do tình trạng khá nặng. Đang liên hệ với các chuyên gia từ bệnh trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng đang sang hội chẩn cùng với bệnh viện để có cái phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Còn 5 bệnh nhân còn lại thì có 2 ca là vào viện lúc 2 giờ và 2 rưỡi thì cũng trong cái tình trạng là có suy hô hấp, tuy nhiên là mức độ nhẹ hơn và sau khi được thở oxy liều cao, dùng các thuốc về hỗ trợ thở, các thuốc dạng phế quản thì hiện tại đã tương đối ổn định. Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã cùng Bệnh viện Giao thông Vận tải trực tiếp hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn, đặc biệt là tập trung cứu chữa cho nữ bệnh nhân 84 tuổi. Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ quan này đã cử 9 kíp cấp cứu 115 đến hiện trường, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn cấp cứu, tạo điều kiện tốt nhất để điều trị kịp thời cho các nạn nhân trong vụ cháy. Hiện tại 6 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Cơ bản, tình trạng sức khỏe đang được kiểm soát tốt.
chúng tôi đã hội chẩn với bệnh viện Bạch Mai là trung tâm chống độc, và ngay từ hôm qua khi nạn nhân đến bệnh viện thì đã có sự hỗ trợ kịp thời của chống độc Bạch Mai để làm sao để kiểm soát cái tình trạng, và chúng tôi sẽ tiếp tục hội chẩn liên tục. Tình hình bệnh nhân diễn biến như thế nào đó thì sẽ có những biện pháp xử trí kịp thời nhất. Cũng trong sáng nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân. Trước mắt, chính quyền thành phố Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng đối với người tử vong và 30 triệu đồng đối với người bị thương ngay trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay ngày 24 tháng 5 tại ngôi nhà 5 tầng nằm trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Và cho đến thời điểm này, theo thông tin ban đầu, có ít nhất 14 người chết và 3 người bị thương. Phóng viên Khánh Huyền, VTC1 đang có mặt tại hiện trường thông tin chi tiết tới quý vị. Xin chào MC Huyền Phương và xin chào quý vị. Vào lúc này, tại đám cháy tại ngõ 119 Trung Kính đã cơ bản được kiểm soát, hiện trường đã được phong tỏa. Các lực lượng chức năng đã tới hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, thì vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 đêm 24 tháng 5. Ngôi nhà nằm trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói bốc cao. Tại khu vực xảy ra có nhiều tiếng nổ lớn. Do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, ngõ rộng chưa đến 2 mét, cách mặt đường Trung Kính hơn 200 mét, nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng chức năng cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy. Ngôi nhà cháy có quy mô gồm 1 tầng, 1 nhà 2 tầng, 1 tum, bố trí sân phơi thoáng và 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng có 4 phòng, hành lang hở phía trước. Ngay khi đám cháy xảy ra, lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã đến điều động nhiều xe cứu hộ, cứu hỏa cứu nạn để đến hiện trường dập lửa. Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, theo thời điểm hiện tại đã có ít nhất 14 người thiệt mạng. Hiện con số thương vong chính xác vẫn đang được thống kê. Lực lượng tại hiện trường vẫn đang tiếp cận ngôi nhà để tìm kiếm nạn nhân. Xin trở lại trường quay. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Khánh Huyền. Và thưa quý vị, theo người dân chứng kiến kể lại thì vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 5 tại ngôi nhà 3 tầng nằm trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vào thời điểm trên thì ngọn lửa bùng lên dữ dội và khói đen bao trùm ngôi nhà kèm nhiều tiếng nổ lớn. Ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ và cách mặt đường Trung Kính khoảng 200 mét. Cảnh sát phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa. Và khu nhà cháy xảy ra rộng khoảng 100 mét vuông, gồm cả sân. Trong đó thì hai vợ chồng chủ nhà ở trong 2 phòng ở khu vực tầng 1 và nhà trọ cho thuê ở cạnh cao 3 tầng có 12 phòng. Cũng theo người dân cho biết, tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở. Vâng, thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi cập nhật thì một số nạn nhân trong vụ cháy đã được đưa vào Bệnh viện Giao thông Vận tải để cấp cứu. Và sau đây là thông tin về tình trạng của 3 nạn nhân mà chúng tôi nhận được từ bệnh viện. Bệnh nhân Nguyễn Thị Khuyến, 84 tuổi, vào viện lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 5. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, kích thích và người bám đầy tro bụi đen, khó thở, nói từng chữ, nhịp thở 30 lần trên 1 phút. Hiện tại thì bệnh nhân còn tình trạng là khó thở cũng như là thở rít. Bệnh nhân thứ hai là chị Nguyễn Thị Xuyến, 30 tuổi, nhập viện lúc 2 giờ 15 phút. Bệnh nhân trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được và người bám đầy tro bụi. Hiện tại nhịp thở là 28 lần trên 1 phút và bệnh nhân tỉnh, không khó thở. Bệnh nhân thứ ba là anh Nguyễn Thọ Khang, 35 tuổi. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, nhịp thở là 28 lần trên 1 phút. Và hiện tại bệnh nhân tỉnh, không khó thở. Thưa quý vị, cũng theo thông tin chúng tôi cập nhật mới nhất từ Bệnh viện Giao thông Vận tải thì bệnh viện này đã tiếp nhận 6 bệnh nhân trong vụ cháy. Và ngay lúc này chúng tôi đã kết nối với ông Bùi Hồng Giang, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Giao thông Vận tải, thông tin chi tiết về tình hình của các nạn nhân. Đêm hôm qua vào 3 trường hợp và vừa rồi vào 3 trường hợp, vẫn là 6 trường hợp, thì chung cả 6 trường hợp cũng đã có một số trường hợp nặng, nhìn chung bây giờ qua cơn nguy kịch rồi, không có ai tử vong. 3 trường hợp vào đêm hôm qua thì 1 trường hợp 84 tuổi nữ, 1 trường hợp nam 35 tuổi và 1 trường hợp nữ 30 tuổi. Còn 3 trường hợp vào sáng nay thì có 2 cháu nhỏ, nam 1 nữ và 1 ca phụ nữ khoảng độ
ngoài 30 tuổi. Nhìn chung là các cái vết thương thì không có, chủ yếu là cái tình trạng khói bám đen. Hai là ba cái trường hợp nặng đêm qua thì có suy hô hấp nhẹ sau khi mà thở oxy đều cao. Dùng các cái thuốc giãn phế quản khí dung thì tình trạng cũng ổn hơn. Hiện tại 6 bệnh nhân thì theo đánh giá bây giờ thì đã qua cơn nguy kịch rồi. Chúng ta tôi đang theo dõi tiếp các cái tình hình diễn biến tiếp theo, nhưng mà tiên lượng thì có vẻ là tốt. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Bùi Hồng Giang. Thưa quý vị, liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại số 1 hẻm 31 ngách 98 ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, khiến 14 người tử vong, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc. Theo đó, vào hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5 năm 2024, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1 hẻm 31 ngách 98 ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường và triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ để tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy, phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cũng ngay trong buổi sáng ngày hôm nay, sau khi nhận được thông tin về vụ cháy nhà trọ trong ngõ sâu ở Trung Kính, Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp có mặt ở hiện trường. Phó Thủ tướng cùng với lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ Công an đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy. Đêm qua 12 giờ, trong một cái điều kiện khoảng hơn 200 mét, cái ngõ nhỏ thế này, các ông chí công an, rồi là lực lượng phòng cháy, chữa cháy, rồi nhân dân tham gia vào hết sức. Nhưng bất lực đúng không? Trong một bối cảnh này thì không có kiểu gì làm được. Rất bất lực. Nói chung là điều kiện không cho phép chúng ta làm gì cả. Đấy, rất là khó khăn, tất nhiên đồng chí rất vất vả. Cứu 7 người. Người là cũng đã cứu được 7 người đúng không? Trong cái số hộ ở đây đúng không? Có thể cái số này tôi nghĩ ta nắm chưa chắc chắn lắm đâu. Nhiều khi là đến chơi rồi là nghỉ ngơi rồi bạn bè nữa đúng không? Bây giờ công chí cố gắng là dùng các cái chó thì thử xem là còn đâu đó không, bởi vì thực tế bây giờ nữa. Trong cái này biết là nó có ấy không? Không đăng ký có nghĩa là vi phạm. Hai nữa là điều kiện như này làm sao mà đảm bảo được đúng không? Trực tiếp cần phải làm cái gì? Hai nữa là về mặt lâu dài thì anh em thôi Long là giờ đang xem xét cái luật phòng cháy chữa cháy sẽ phải bổ sung thêm. Sổ thang nó cháy nó nóng nó sẽ bắt an toàn cô chụp ra ngoài cả không. Thưa quý vị, những tin tức mới nhất từ vụ cháy sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.